Thưa quý vị, chung cư là nơi tập trung nhiều hộ dân trong cùng một tòa nhà, có nhiều không gian công cộng chung, người ra vào nhiều, nên nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Xác định được nguy cơ trên, nên hầu hết các chung cư trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa theo khuyến cáo của ngành chức năng. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Chung cư Bình Giả Residence phường 8 thành phố Vũng Tàu có 317 căn hộ với trên 1.000 cư dân sinh sống. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, đặc biệt là khi thành phố Vũng Tàu ghi nhận các ca dương tính trong cộng đồng, ban quản lý chung cư đã thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, các văn bản chỉ thị của các cấp các ngành lên bảng thông tin chung cư, yêu cầu tất cả người ra vào chung cư phải thực hiện khuyến cáo 5K. Việc vệ sinh ở các sảnh chung, cầu thang bộ, thang máy cũng được ban quản lý chung cư chú trọng. Ban quản lý cùng với lại tổ dân phố là đã cố gắng là xây dựng cho nhân dân có một ý thức phòng chống dịch rất là tốt, với cái vận động nhân dân thực hiện tốt cái thông điệp 5K vệ sinh môi trường, có các tuyên truyền cho nhân dân là phòng tránh những cái việc là có thể là lây nhiễm COVID-19 vào chung cư. Ban quản lý làm rất tốt cái việc này. Và luôn luôn là có những nơi cập nhật đấy, chính xác và thường xuyên đến với cư dân đó, để mọi người không bị coi như là hiểu sai lệch đi ấy. Và mọi người tôi thấy cũng thực hiện rất là tốt, ví dụ như đi ra đi vào đều có xịt khuẩn đó, và giữ khoảng cách, đeo khẩu trang. Chung cư nhà ở xã hội Chí Linh A, thành phố Vũng Tàu có 4 block nhà với 450 căn hộ, khoảng 1.200 cư dân sinh sống. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại đây cũng được ban quản lý chung cư quán triệt đến từng người dân. Đặc biệt, từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư đến nay, việc kiểm soát người ra vào chung cư được thắt chặt. Cư dân và khách đến chung cư ra vào tại duy nhất cửa nhà xe. Tại đây, bảo vệ chung cư sẽ đo thân nhiệt, khai báo y tế, bố trí nước rửa tay sát khuẩn để mọi người vệ sinh trước khi sử dụng thang máy. Trung tâm hiện tại giờ là trên địa bàn tỉnh là đang quản lý là 7 chung cư. Cư dân ở đây sau khi nhận được những cái văn bản và những cái thông tư dán ở trên thông báo thì người ta thì đa số thì là thực hiện rất là nghiêm túc quy định về phòng chống dịch. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 40 chung cư. Việc phun hóa chất khử trùng tại một số chung cư được thực hiện mỗi tuần một lần. Ban quản lý các chung cư đều phân công người kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, quản lý khách ra vào chung cư, khuyến cáo cư dân hạn chế đi lại, tụ tập và tiếp xúc người lạ. Các chung cư cũng liên tục phát loa thông báo việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc mới trong cộng đồng để cư dân biết và khai báo nghiêm túc. Hiện tại thì nó đang bùng phát những cái ca COVID tăng cao, thì bên ban quản lý cũng triển khai thêm một số biện pháp khác theo kiến nghị của chính quyền địa phương, giống như là kiểm soát người từ vùng xa về, rồi khai báo y tế qua mã QR code. Những cái trường hợp bị cách ly thì cũng ban quản lý cũng động viên nhắc nhở, lại không gây hoang mang trong cái cộng đồng cư dân đây. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan chức năng, chủ đầu tư chung cư, chính quyền địa phương kiểm tra việc lưu trú, tạm vắng tại các chung cư, khu ở tập trung, có phương án kế hoạch cụ thể để kiểm soát phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan tại đây, qua đó bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của cư dân.